chiếc này khoảng 3,2 m đổ lại nha anh em. Chiều dài thì khoảng 12 m thôi. Bình Thuận 97208TS. Ra lưới nha anh em. Quá nhiều quá. Trước giờ mình quay ghe Kiên Giang riết rồi chán rồi, giờ quay ghe mấy miền Trung nha. Giờ lưới nha anh em. Cái này cỡ 11 m đổ lại nha. Bề ngang thì cỡ 3,2 m đổ lại nha. Rồi cái này ghe lặn nha anh em. Ghe này làm nghề lặn nha. Ồ. Rồi làm đầy lưới nha, đánh lưới nha anh em. Cái này lưới. Ồ. Rồi làm đầy lưới nha, đánh lưới nha anh em. Cái này lưới. Rồi đua ra luôn nha. Yeah. Quá mặt lên ơi. Ghe cào chiếc nha. Hai chiếc ghe cào chiếc nha anh em. Bề ngang 3 m² hết đó nha anh em. Cào chiếc cũng vô nữa kìa. Rồi ghe lưới chao luôn, lưới bao đó. Bình Thuận 86410TS. Cái này bề ngang khoảng 4 m đổ lại nha anh em. 3 m² đó, chắc chắn là vậy nha. Bề dài thì nó dưới 15 m rồi. Cái này khoảng 13 m, 13 m đổ lại nha anh em. Nhỏ nhỏ nhảy sóng dữ lắm. Chứ mà anh em thì ghe cầu chiếc nha anh em, ghe cầu chiếc, cầu sim. Cái này bề ngang nó khoảng 4 m. Nói chung là cả 4 m đổ lại đó anh em. Qua mặt luôn rồi, qua mặt chiếc ghe lưới luôn rồi. Ghe tên Nhật Anh nha. Lắc à. Bình Thuận 96176TS. Quá wow, chạy ha.
cây này làm nghề gì đây? Lưới hay là lặn đây? Bạn nào biết cho mình hay nha. Bề ngang trên này khoảng 3m2 đổ lại nha các bạn. Rồi, có một chiếc ghe lưới này chạy ra, bề ngang cũng 3 mét mấy nha. Cái này có khoảng 3 mét 6 đổ lại nha các bạn. Bình Thuận 99957 TS. Quá đẹp ha. Ghe lưới bao. Nói chung là lưới trao đó. Rồi, mới vô luôn. Chiếc này làm nghề gì đây? Người lặn nha các bạn. Thấy ống lặn đó làm sao nha. Đó, cái ống lặn nè. Người lặn nha. Chiếc này bề ngang khoảng 3m2 đổ lại nha. Chiếc này lúc trước đã làm cầu chiếc hay gì nè. Có hai cái cẩu. Rồi, bạn dám đi trên con xuồng đó không? Hỏi thiệt các bạn luôn á. Thấy lớn không? Nghe lưới nha các bạn. Rồi, chúc mừng các bạn thì cái này cái Hà Tĩnh nha các bạn. Oh. 2005 luôn, trời ớt. Lưới nha các bạn. Ba mét mấy bề ngang nha chiếc này. Rồi, thấy giả cầu đôi Kiên Giang luôn. Rồi, cái này cái Ninh Thuận nha. Rồi, cái Hà Tĩnh luôn, 90166. Rồi, ngang 3 mét mấy nha anh em. Rồi, chiếc pha súc Khánh Hòa nha các bạn. Chung màu nha, màu thân màu màu đen mà đen nó không phải đen thui nha, mà đen sao á, đen pha với màu xanh á. Cabin màu vàng nha, dưới 15 mét nha anh em. Pha súc Khánh Hòa nha. Chiếc pha súc Ninh Thuận nha anh em. Chiếc này nè, bề ngang nó khoảng 5m4 đổ lại nha. Bề dài thì nó trên 15m rồi nha. Chạy hết trơn đó. Chiếc pha súc Khánh Hòa nha anh em. Dưới 15 mét nha. Chiếc này làm nghề lặn nha các bạn.
Rồi, trên cây lưới nha anh em. Trời, nhảy sóng kìa. Dữ rồi. Ra cái biển này sóng dữ lắm nha anh em.